Mx mũ 4 cộng với mở ngoặc m bình trừ 9 đóng ngoặc nhân x bình phương cộng 10. Ý thứ nhất, khảo sát vẽ đồ thị khi m bằng 1. Ý thứ hai, tìm m để hàm số có này, a nhỏ, 3 cực trị. Cái ý này chính là của Đại học khối B 2002. B nhỏ có đúng 1 cực trị. C nhỏ chỉ có cực tiểu mà không có cực đại. D nhỏ chỉ có cực đại mà không có cực tiểu. Đấy, đây là cái bài tập mà mang tính lý thuyết để các em xem xét. Chúng ta bắt đầu giải câu số 2. Tìm m để hàm số có 3 cực trị. Thế thì theo lý thuyết, đây thầy vừa trình bày, đồ thị hàm trùng phương muốn có 3 cực trị thì y phẩy bằng 0 phải có 3 điểm phân biệt. Cho nên đầu tiên ta sẽ tính y phẩy. Y phẩy ở đây bằng 4m x mũ 3 cộng với 2 nhân m hoặc m bình trừ 9 đóng ngoặc nhân với lại x. Và em nhóm thừa số chung, nhóm 2x ra ngoài, bên trong còn lại 2mx bình cộng với m bình trừ 9. Thực ra thì với cái bài tập này thì các em để ý là hệ số a ở đây đang là tham số m, cho nên là các em có thể tách riêng hai trường hợp. Tách trường hợp thứ nhất là m bằng 0, trường hợp thứ hai là m khác 0. Hoặc thầy có thể làm gộp, sau đó thầy biện luận cũng được. Thế bây giờ thầy làm gộp. Thế bây giờ ý thứ nhất, để hàm số có 3 cực trị nhá, a nhỏ này, để hàm số có 3 cực trị thế thì cái hàm trùng phương mà cái câu có 3 cực trị thì tương đương với câu có cực đại cực tiểu, thì y phẩy bằng 0 phải có 3 nghiệm phân biệt. Đấy, y phẩy bằng 0 phải có 3 nghiệm phân biệt. Lý thuyết thầy vừa nói ở trên. Thế bây giờ ta chỉ việc xử lý thôi. Thế thì điều này sẽ tương đương luôn. Điều này tương đương với phương trình sau đây. Y phẩy bằng 0 có 3 nghiệm phân biệt, có nghĩa là phương trình 2x nhân với là 2mx bình phương cộng với m bình trừ 9 bằng 0 phải có 3 nghiệm phân biệt. Thế thì các em thấy bản thân phương trình này đã có nghiệm x bằng 0 rồi, cho nên điều này sẽ tương đương với phương trình bên trong 2mx bình phương cộng với m bình trừ 9 bằng 0 phải có 2 nghiệm phân biệt. Và 2 nghiệm phân biệt đó phải khác cái nghiệm này. tức là khác không, x khác không. Thế thì điều này sẽ tương đương với phương trình này muốn có hai kiện phân biệt thì điều kiện cần đầu tiên phải là bậc 2, tức là cái hệ số A này phải khác không, 2m phải khác không để anh làm bậc 2. Sau khi anh làm bậc 2 rồi muốn có hai kiện phân biệt thì điều kiện đủ là delta phải lớn không. Delta bằng B bình phương trừ 4 lần AC tức là trừ 8m nhân m bình trừ 9. Delta này phải dương. Rồi nghiệm x khác không, tức là thay x bằng không vào đây nó sẽ không thỏa mãn, hay nói cách khác nó phải khác không. 2m nhân với không bình cộng m bình trừ 9 thì khác không. Điều này tương đương ở trên là m khác không, ở cuối là m khác cộng trừ 3. Thế còn ở giữa, thì tốt nhất là các em nên lập một cái bảng xét dấu. Trừ 3 này, 0 này, 3 này, dương vô cùng. Dấu của nhị thức trừ 8m bằng 0 tại m bằng 0 phải cùng trái khác. Phải vạch ô như thế này để nhìn các khoảng cho nó dễ. Còn m bình trừ 9 bằng 0 tại cộng trừ 3. Dấu của nó trong âm, ngoài dương. Tại ba giá trị này thì tích dưới bằng 0. Dương nhân dương được dương, dương nhân âm được âm, âm nhân âm được dương, và âm nhân dương được âm. Ta đang cần cái tích này phải dương, cho nên nhìn vào bảng xét dấu các em sẽ thấy nghiệm của nó sẽ là m nhỏ hơn âm 3, rồi m lớn hơn 0, nhỏ hơn 3. Đấy. Thế thì kết hợp nghiệm của cái hệ này ta sẽ được m bé hơn hoặc bé hơn âm 3, m lớn hơn 0, nhỏ hơn 3. Đấy là đáp số của câu A. Tìm m để hàm số có 3. Đấy. Thế còn bây giờ chúng ta sang câu B. Ý B là tìm m để hàm số có đúng một cực trị.